Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng hôm nay của Cà phê Không Đường News. Kim Jong-un, Trump vui mừng thấy lãnh đạo Bắc Hàn tái xuất hiện. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, ông vui mừng rằng Kim Jong-un đã xuất hiện trở lại và có vẻ khỏe mạnh. Rất vui khi thấy ông ấy trở lại và khỏe mạnh, ông Trump Street. Sau khi nhà lãnh đạo Bắc Hàn được tường trình là đã tham dự lễ khai trương nhà máy phân bón. Đó là sự xuất hiện công khai đầu tiên của ông Kim trong gần 3 tuần. Sự vắng mặt của Kim Jong-un đặc biệt là từ lễ kỷ niệm sinh nhật của ông nội vào ngày 15 tháng 4, đã làm dấy lên những đồn đoán dữ dội trên toàn thế giới về sức khỏe của ông ta. Hãng thông tấn KCNA cho biết, ông Kim đã cắt băng khai trương nhà máy phân bón vào hôm thứ Sáu và nó thêm rằng đám đông đã gieo hò như sấm khi ông xuất hiện. Hôm thứ Hai, giữa những đồn đoán và tin đồn về sức khỏe của ông Kim, Tổng thống Trump đã nói rằng ông biết khá rõ về tình trạng của ông Kim, nhưng nó thêm rằng Tôi không thể nói gì về điều đó. Tôi chỉ chúc ông ấy những điều tốt lành. Ông Trump nói thêm lúc đó. Tổng thống Trump và ông Kim đã phát triển mối quan hệ độc đáo trong những năm gần đây. Hai người đã gặp nhau ba lần kể từ năm 2018 và đã trao đổi thư từ cá nhân với nhau mà ông Trump đã mô tả là xuất sắc. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa của Bắc Hàn đã bị trình trệ trong những tháng gần đây. Truyền thông Bắc Hàn nói gì? Theo thông tấn xã Bắc Hàn KCNA, Ông Kim đi cùng với một số quan chức cấp cao, trong đó có em gái là Kim Jo Jong. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn cắt băng khánh thành tại nhà máy ở khu vực phía Bắc Bình Nhưỡng và những người tham dự sự kiện này đã vỡ òa trong tiếng hò reo như sấm dậy, KCNA nói. Ông Kim cho biết ông hài lòng với hệ thống sản xuất của nhà máy và ca ngợi nó đã đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất và sản xuất thực phẩm của đất nước. KCNA cho hay, hoài nghi về sức khỏe của ông Kim bắt đầu từ đâu? Suy si đoán về sức khỏe của ông Kim bắt đầu sau khi ông bỏ lỡ lễ kỷ niệm sinh nhật của ông nội, người sáng lập nhà nước Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 4. Lễ kỷ niệm này là một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử Bắc Hàn và ông Kim thường đánh dấu nó bằng cách đến thăm lăng mộ ông nội nơi ông nằm. Ông Kim chưa bao giờ bỏ lỡ sự kiện này. Các thông tin về tình hình sức khỏe của ông Kim sau đó xuất hiện trong một tường thuật trên một website do những người đào thoát Bắc Hàn điều hành một nguồn tin nặc gian nói với Daiki NK rằng họ biết ông Kim đã phải vật lộn với các vấn đề về tim mạch kể từ tháng 8 của năm ngoái, nhưng nó trở nên tồi tệ hơn sau nhiều lần ghé thăm núi Baekdu. Điều này dẫn đến một chuỗi các tin tức trên truyền thông quốc tế về một câu chuyện chỉ có một nguồn tin duy nhất. Các hãng tin bắt đầu chạy theo khẳng định nó trên, và đó là tất cả những gì họ có cho đến khi một số báo cáo cho hay các cơ quan tình báo ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang theo dõi các tin tức này. Nhưng sau đó, đã xuất hiện một tiêu đề giật gân hơn trên truyền thông Hoa Kỳ rằng, nhà lãnh đạo Bắc Hàn đang trong tình trạng nguy kịch sau ca phẫu thuật tim. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã xuất hiện để dập tắt những tin đồn vào ngày 29 tháng 4, bằng cách nói rằng các quan chức Hoa Kỳ đã không nhìn thấy ông Kim gần đây. Tuy nhiên, một tuyên bố từ chính phủ Hàn Quốc và các nguồn tin từ tình báo Trung Quốc nói với hãng tin Reuters cho biết điều này không đúng, Kim Jong Un đã từng biến mất trước đây. Đúng. Ông Kim đã mất tích 40 ngày, tháng 9 năm 2014, sau khi tham dự một buổi hòa nhạc. Ông xuất hiện trở lại vào giữa tháng 10 và chóng gậy. Truyền thông nhà nước không bao giờ giải thích ông đã ở đâu, nhưng cơ quan tình báo của Hàn Quốc cho biết ông có thể đã phẫu thuật mất cá chân trái do có một u nang. Phân tích của Laura Picker, phóng viên tại Seoul, sự thận trọng thường bị gạt sang một bên khi tường trình về Bắc Hàn. Những tin đồn không kiểm chứng được có thể là nguồn cung cấp dồi dào cho ngành công nghiệp nhận thức được rằng các tiêu đề giật gân về ông Kim Jong Un là những bài được nhiều người đọc. Tương trình về một quốc gia bưng bít thông tin là điều rất khó khăn. Rất khó để lấy tin cũng như phát triển nguồn đáng tin cậy, nhất là trong tình trạng Bắc Hàn còn khép kín hơn với thế giới vì đại dịch Covid-19. Chính phủ Hàn Quốc đã nói rõ ràng rằng họ lưu ý là không thấy có hoạt động bất thường nào ở miền Bắc. Seoul là nơi có tin tình báo tốt nhất từ Bình Nhưỡng. Nhưng ngay cả họ cũng đã sai trong quá khứ. Hãy nói rõ, Kim Jong-un có thể đã bị ốm, hoặc ông ta đã trải qua một số phẫu thuật trong hai tuần qua, hoặc ông ta có thể đang ngồi trên một du thuyền gần biệt thự của mình ở Wonsan để cười với những đồn đoán hoang dã của thế giới. 20 ngày vắng mặt của ông không phải là không có tiền lệ. Dĩ nhiên, vẫn còn có những câu hỏi đáng được đặt ra về một người kế vị tiềm năng và kế hoạch nào sẽ được thực hiện nếu có điều gì xảy ra cho Kim Jong Un, nhưng có một điều đã bị lãng quên trong tất cả những điều này, Bắc Hàn không chỉ liên quan đến một người đàn ông, đó là một đất nước gồm 25 triệu dân thường bị bỏ qua. Kim Jong Un xuất hiện trở lại tại một nhà máy phân bón, các bài báo tất nhiên sẽ tập trung vào sự trở lại của ông ta và nơi ông ta đã đến chứ không phải là liệu nhà máy này có sẽ giúp đất nước giải quyết tình trạng thiếu lương thực kinh niên hay không. Tôi bảo đảm với các bạn rằng, đối với người dân Bắc Hàn bây giờ, điều đó cũng quan trọng như sự vắng mặt không giải thích được của nhà lãnh đạo của họ. Quý vị vừa theo dõi bản tin nóng của Cà phê Không Đường. Nếu có những nhận định gì, xin hãy bình luận ở phía bên dưới và nhớ nhấn nút đăng ký để cập nhật những bản tin mới nhất của Cà phê Không Đường nhé. Kính chào và hẹn gặp lại!